Kính thưa các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của cô Một. Ở đây là địa chỉ bao nhiêu cô? Địa chỉ... Dạ. Ở địa An Đông Một. An Đông Một. Xã Hành Thuận, địa An Đông Một. Xã... Thôn địa An Đông Một. Thôn địa An Đông Một, xã Hành Thuận. Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Dạ, thì trước mình các bạn là cô Một, người phụ nữ đã chạy thận 4 năm. Và ngoài cái căn bệnh chạy thận thì cô còn những cái căn bệnh khác như là u nang buồng trứng phải cắt bỏ. Và sau này thì bị thoái hóa xương, mục xương á. Là mình đang đứng nó bị gãy hả cô? Đúng, tự nhiên ngồi xuống cắn và nó gãy. Dạ. Gãy thì chuyển ra thị mũ giờ chỉ hơi cái niệm mỗi lần chuyển mưa là nó nhất. Chuyển mưa là nó nhất. Dạ. Bây giờ là chỉ ở nhà là vẹt vẹt à. Dạ. Chứ là đi ngoài động là đi không được, nó đau, đi nhiều là nó đau chuyển nổi. Dạ. Hiện tại thì gia đình mình còn mấy người con? Gia đình bây giờ có chị, cô với dưỡng, con em bị bệnh đó. Đó là cô và chồng và là em của chồng. Em chồng là bệnh gì con? Ta bệnh kiểu như người nó khờ khờ. Dạ. Kiểu như bệnh về thần kinh á. Về thần kinh. Dạ. Lúc nãy hồi nãy con chạy ngang qua thì thấy chị hình như là đang chặt cây gì chặt ngoài cây. Rừng đó. Ngoài cái cây bắp. Dạ. Còn chú là bệnh gì nữa con? Chú bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Chú bị cái chân nè, giờ dạ. Nó còn có một ngón này, dạ chú lùm ý, chú lùm nổi. Dạ. Là công việc hàng ngày của cô với chú là chúng cũng xung quanh là xung quanh là chỉ nuôi mấy con heo, mấy con gà thôi. Dạ. À, cô cho con xem cái tay con. Những cái dấu vết này là như thế nào con? Thẳng. Chạy thẳng. Cái ven chạy thẳng. Cái ven chạy thẳng. Là một tuần mình chạy bao nhiêu lần? Ba lần. Mỗi lần mình chạy thì tốn chi phí có bao nhiêu? Một lần là 500. Một lần 500. Dạ. Mỗi lần chạy thận là có lâu không con? 3 tiếng rưỡi. 3 tiếng rưỡi. Bắt đầu 6 rưỡi mà chạy tới 10 giờ. 6 rưỡi chạy tới 10 giờ. Tuần nào cũng phải chạy 3 ngày. Dạ. Nếu như mà không chạy thì nó đau nhất hay như thế nào? Là mình ăn nước mình uống nó không có rút được. Dạ. Kỹ như hồi kia mà máu nó lạc. Dạ. Té lạc máu, té lạc nước tiểu. Mà té lạc nước tiểu nó không có hoạt động được. Dạ. Dạ, tại bây giờ chỉ mình lạc máu, rút nước. Dạ. Chứ để nó phù, nó sưng. Dạ. Cô là bị cái này vào năm 2016. Cái này là... 2019. Dạ. 15 chứ hôm nay 2015, hôm nay 19 là 4 năm. Dạ. Còn cái u nang buồng trứng thì cô bị hồi lúc nào? Cô nghĩ hồi kia cô còn cô đi buồn biết cô đâu có biết phải không? Dạ. Cái chồng mà cô đi cô đau ấy à, cô đi tiểu nhiều. Dạ. À, cô đi khốm. Dạ. Cô đi khốm như bác sĩ bắt á. Dạ. Là kêu cô bị u nang. U nang. À, ấy là bài như các công việc trên gì bác sĩ bác có hướng dẫn. Dạ. Là ra một thị đó là để mổ chứ để nó lớn có rồi nó không có thể mổ được bây. Dạ. Giờ là không mổ nội soi được sao nếu mà không ái thì sau này không mổ ái đó. Rồi cô mổ thời gian là cũng 9 năm. Rồi cái rồi cô tiếp cái chân đai. Cái chân đai cái rồi cô tiếp mấy. Dạ. Chả thẳng luôn. Là ba căn bệnh liên tiếp luôn. Là trong người cô Một phải mang suốt cũng gần cái chục năm. Dạ. Trước đây thì nó đau. Kiểu như nó đau nó chuyển không biết nghĩ. Đi lùa miết chứ không nghĩ gì. Bệnh gì kiểu nghiệm bậy là. Dạ đây là cô cô Chín hả à, cô Một? Cô Chín. Dạ chào cô Chín. Dạ cô Chín đang làm gì ở ngoài kia vậy? Dạ.
Dạ. Cô Chính hình như là lớn tuổi hơn cô hả? Lớn tuổi, lớn hơn 1-2 tuổi. Dạ. Ở nhà này thì bây giờ ai cũng có bệnh hết. Rồi hàng ngày mình chi phí như thế nào cô? Chi phí thì nói chung là ở bò con họ cho người ít. Cô lồn, sổ rụi, cô mướn. Dạ. Nó phải chứ giảm. Có những lúc mà trở trời thì cơ thể cô như thế nào? Nó nhức, nhức là đầu gối. Nhất hai đầu gối. Đầu gối có hậu gì thì trả thẳng vì có bữa thì nó bữa thì khỏe, có bữa thì cũng mệt. Dạ. Lây mình xuống. Chạy thẳng là cô tự đi một mình? Chú chạy, chú chở. Cô đi xe đâu được cơ. Dạ. Khổ vậy chứ. Cô đi xe không được nữa. Dạ. Ốt thì nó lây miếng. Dạ. Nó bắt thường lắm, hậu nọ một kia. Cái này là cái gân hả chứ cô? Cái vein đi chạy thẳng. À cái vein chạy thẳng nó nổi lên luôn rồi. Có thể đụng vào có thể cảm nhận được nó đang chạy nè. Thế cái vein mình rùa là cái vein mình nó xấu. Còn cái vein cái này nó đang rồ này, rồ rồi. Là lúc nào là mình cảm thấy nó dừng lại là mình phải đi chạy. Không. Hay sao con? Ấy là cô là ấy là cái chu kỳ của cô. À dạ. Là tuần 3 bữa là đi miết. Đi miết rồi. Mình ăn mình lấy mấy ký. Dạ. Mình là ăn uống mấy ký là mình rút mấy ký. Dạ. Thế vậy đó. Cái khô của mình là bao nhiêu. Ký mình ăn riêng là bao nhiêu là mình rút ngày bao nhiêu á, ký là hơi ký gì mình ăn hết mình ăn bao nhiêu mình rút bao nhiêu. Dạ. Cô là đang sắc chuối cho vịt hả cô? Chuối cho vịt. Cho vịt cho heo. Dạ. Bây giờ anh ngoài tính nhiều chứ bây giờ nuôi heo mà heo năm nay nó rẻ quá, nó cũng đâu được. Dạ. Bây giờ cũng cố gắng cho nó ăn chuối để đỡ qua nó không bả thử. Dạ. Cô bị những cái căn bệnh như vậy nên cũng không có thể nào mong muốn cho mình một đứa con được. Có khi nào mà cô đang làm mà mệt cơ thể quá bị xăm người không con? Có chứ. Cô xăm là cô nằm thôi chứ. Dạ. Cô xăm mệt cơ khỏe là cô dạy cô luôn. Dạ. Thế mệt cơ là cô nằm. Dạ. Ví dụ như những lúc không có ai ở nhà thì sao? Có một em kia, có ông chồng. Dạ. Thế thôi chứ giảm sao. Đây là cô nuôi mấy con heo với lại mấy con gà vịt ngoài kia để kiếm tiền trang trải chi phí hàng tháng, hàng tuần là chạy 3 lần là tốn hết 1,5 triệu. Trong khi đó là chưa kể thuốc mang bệnh tật khác với lại của chú với lại của em chồng. Thì trong nhà thì chủ yếu là cô là người lao động chính rồi, tại vì chú tiểu đường rồi những cái cân trước đây anh xin lao động mà anh bị cái chân á, cái chân em để sáng này giờ dạ. Nó còn nữa, nó còn hơi cái ấy là cái bực chân đây giờ nó còn hơi ngón, còn hai ngón thôi là bị tai nạn lao động. Bị tai nạn lao động giờ nói chung là cái xót không có cho một cái người cũng yếu lắm. Dạ. Yếu cái nào cũng ốm cái nào giò. Chú đi đâu rồi cô? Chú chứ đi mấy cứ đi từ sớm đi ra. Dạ. Đi hậu thì đi bơi thật có. Dạ. Cũng kiếm mấy bữa ăn dạy vặt trong nhà vậy thôi. Ừ. Dạ. Chứ lao động nặng thì không được nữa. Đây là cô Chính, hàng ngày là cô Chính làm công việc gì cô Chính? Ở nhà thôi chứ không lộn này bảy thôi chứ không lộn. Dạ, có phụ giúp được cô một không? Có hồi bàm chuối khiên chuối với ông. Bàm chuối khiên chuối. Dạ. Ông kêu chưa đâu rồi đó, ông kêu mấy. Chú Tám đâu rồi? Ông đi đâu chưa vậy ông nói ai biết. Dạ.
Thì hôm nay con đến nhà, con được biết cái hoàn cảnh của gia đình nhà cô Một với lại chú Tám. Nhưng chú Tám không có ở nhà. Con có một cái mạnh thường quân, đó là anh Sang ở Mỹ, anh gửi một chút ít quà để đi làm công tác thiện nguyện á. Thì đây là 1,5 triệu con gửi cô để chữa chạy trong vòng 1 tuần. Thì con gửi cho cô ạ. Cô cũng cảm ơn cháu với anh. Dạ. Chứ cô cũng không biết rõ. Dạ. Anh Sang là anh bạn thôi. Dạ. Thì cô cũng ơn. Dạ, không có gì con. Cô giữ gìn sức khỏe nha. Rồi khi nào con ghé về thì con ghé thăm nhà cô. Con về nha cô Chín. Thấy cô Một đây, người nhỏ mà mang đủ thứ bệnh hết. Thôi cô cố gắng nha. Con chào cô.